Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình thì mình là Minh Hiện đây. Thì lâu rồi mình không ra video cho các bạn xem. Các bạn chờ có chắc là lâu lắm rồi đúng không? Ok, thì trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh, nhấn một nút like, nhấp vào cái chuông để mình có thêm động lực để làm nhiều video hơn cho các bạn xem nha. Thôi, bây giờ vào video thôi. Thì ok, thì hôm nay thì mình làm rất sinh tồn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta chơi sinh tồn nha các bạn. Thằng này sao phết vậy? Thì mình chơi Minecraft theo yêu cầu của một bạn comment trên kênh của mình là tải lâu trời, là khi mình quay video Minecraft sinh tồn đó các bạn. Bạn kia là sao tải Minecraft trên lâu trời không, mà lần này là mình tải trên web nha. Nên là phiên bản 1.20 một trăm là phiên bản mới nhất đó các bạn. Thôi, và vì không sinh tồn rồi chơi đi thì ai cũng biết rồi. Rồi á, rồi lấy gỗ, rồi lấy cây, bạn chế tạo xong thì bây giờ mình sẽ chế tạo thêm cái này rồi cái kiếm nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi ma mai nha. Ui, có một tảng đá rồi, mình sẽ mai đây luôn. Có than kìa các bạn. Bữa bạn mình làm video sinh tồn về sinh tồn crafting building á các bạn, tập chán cái tiền biểu điên rồi cái mình chơi game này, chơi game Minecraft nha các bạn. Mà mình cũng xin lỗi các bạn là do mình không, là do trong Minecraft á các bạn, là mà mình không ra video sinh tồn được, nên mong các bạn thông cảm cho mình. Thì nè, bữa mình thi á, mình thi rồi xong cái mà mình xóa luôn cái game đó, bởi vì mình phải tập trung thi á các bạn, nên bạn thông cảm mình nha. Rồi giờ tiếp tục đào thôi. Rồi sau một hồi đào thì mình được bao nhiêu đá đây nè, thì bây giờ thì mình sẽ tiến tới cái chỗ của cái bàn chế tạo nha các bạn. Bữa nào thì mình sẽ thử speedrun cho các bạn xem. Mình chưa bao giờ speedrun như các bạn, không mà mình không biết speedrun đâu. Hiện tại thì mình chưa tập speedrun các bạn ơi. Thì để video sau mình sẽ speedrun cho các bạn coi. Mình trong đây trời tối rất là nhanh cho nên mình sẽ đem luôn cái bàn chế tạo vô luôn nha các bạn. Mình không có một thằng bro nào cả luôn á. Mà ở đây không biết có ngôi làng nào không ta. Mình muốn có ngôi làng để mình vô đó mình trú ngụ trong đó các bạn, để mình lấy giường rồi mình còn xuống địa ngục nữa. Mà bây giờ mình còn yếu lắm. Sinh tồn thì thường mình chết khá là nhiều nha các bạn. Cái gì quái vật kiểu như nó nhiều á, rồi mình không để ý tới mấy con creeper nữa các bạn, nó nổ mình một phát rồi thôi mình đi luôn. Thôi tập trung vô thôi nào. Cái hang này mình đào để mình trú ngụ trong đây trong một đêm nha các bạn, chứ đây không phải là nhà của mình. Mình tìm sắt thử coi, bởi con creeper các bạn. Cái chuyện này không biết bạn nào có trải qua chưa. À, bữa mình xây một cái nhà dưới lòng đất như vậy nè đó, cái con Ripper mình đang đi mai, cái con Ripper nó lại nó nổ một phát luôn,
cái chợ lộ ra mấy cục sắt ra luôn á các bạn, là mình đáng ra mình phải cảm ơn Ripper mới đúng luôn á. Thôi tập trung thôi nào, các bạn nhìn mình nó xàm vậy thôi chứ mình xàm thiệt á. Hiện tại thì mới chỉ là tập 1 thôi. Mình sẽ chỉ tặng cái này. Chết rồi các bạn ơi. Giờ thức ăn đâu ra ta? Mình phải đi tìm thức ăn nhanh mới được, trước khi trời tối quá muộn. Khi trời tối. Ồ, có một anh cừu kìa. Anh ơi em, cho em xin xin thịt, xin thịt đi anh. Các bạn thấy gì không? Ui, chết rồi các bạn ơi. Mình gặp dân chơi rồi, dân chơi mặc đồ vàng. Cứu mình đi ơi. Đói không? Bạn mình già lắm. Đồ vàng thường rất là yếu cho nên mình sẽ mặc vô. Nhọn đâu, nhọn đâu mày. Ừ, mình lỡ chưa thề các bạn ơi. Lỡ nó bị tự. Mình sợ nó, bọn nó quá các bạn ơi. Cho nên mình sẽ nói. Ui, đến tí chết rồi các bạn. Trời ơi. Mến tí chết rồi. Các bạn đừng nghe mấy cái tiếng đó nha. Mình nghe mấy cái tiếng này mà mình nổi da gà luôn á các bạn. Đang chơi tự nhiên nghe mấy cái tiếng dưới mấy cái hang động này các bạn. Mình gặp nhiều lắm rồi. Mấy cái tiếng này mình gặp nhiều rồi. Gặp từ khi mình chơi ngày hôm qua luôn. Mình rất là sợ luôn. Tí là mình lên bàn thờ rồi. Thôi em bày mất thật. Tĩnh tâm lại. Rồi mình sẽ ở đây để hồi máu các bạn. Chứ bây giờ má mình yếu quá, đi ra solo với bọn chúng chả khác gì lao đầu vào chuột chết cả. Thôi chết rồi. Thiếu gậy rồi các bạn ơi. Cho mình mấy phút để mình làm gã gậy nha. Gọi đó các bạn. Có bột xương rồi, mình nghĩ mình nên chế tạo cái xương. Quên nữa, mình còn phải thần phục mấy con sói nữa, nó bảo vệ mình khỏi mấy con skeleton. Mình mở full luôn đi cho dễ chơi. Hiện tại thì bọn nó đang ở ngoài và bọn nó tập trung khá là nhiều. Mình mà ra một phát là nó gõ đầu mình liền đó các bạn. Bởi vì mình rất sao mà mình cứ đó hoài luôn. Mình đã có bộ giáp vàng rồi, nhưng mà bộ giáp vàng hiệu suất nó đang rất là thấp nha các bạn. Bởi vì nãy mình mới đánh qua zombie, chắc là dùng nhiều mà nó bút mình một phát thôi, được chừng là mình lên bàn thờ rồi. Thôi tranh thủ thời gian mình đi mang cái thịt bạn, nó hơi nhiều. Sắc không ta?
cùng thì cũng có cục sỏi rồi kìa anh em. Còn hai cục luôn. Bây giờ mình mà tìm thêm vật sắt nữa là được ngon rồi các bạn. Mình tận dụng cái đó để làm ra cổng, nhưng mà của chúng ta cũng phải tận dụng lava để làm nữa mà. Xin lỗi các bạn nha, mình nói hơi léo lưỡi. Thôi mình nói hơi nhiều rồi, tập trung thôi nào. Rồi, cái cốp của mình hư rồi các bạn ơi. Giờ mình phải đi chế tạo cây mới thôi. Nãy giờ mình đào nét luôn cái chỗ này luôn rồi mà vẫn chưa có sắt các bạn nè. Đúng là sếp chê người, người chơi thiệt mà. Chả lẽ ở trên nó có sắt vậy các bạn? Ở trên nó mới có sắt hay gì vậy? Chứ nãy giờ mình đào mút luôn rồi. Tiếp tục thôi nào. Không biết trời có sáng chưa ta. Mình nhớ xem. Ui, trời nó sáng rồi các bạn. Coi. Thu dọn hành lý. Dạ, thu dọn hành lý nha các bạn, chuẩn bị đi. Mình lấy ba cái đuốc này luôn cho nó tiết kiệm. Cái tiếng đó là bà ngoại mình đang coi nha các bạn. Cho nên nó hơi ồn. Thôi mà cấp rồi lên thôi các bạn. À, đánh dấu sau này có như mình có nhiều đồ xịn thì mình tới đây mình thăm các bạn. Rồi. Còn cái anh zombie này sao mạnh nè. Chết, con rít bơ. Các bạn ơi, cứu mình. Ui, ném tiếng thì chết rồi các bạn ơi. Có một chút chết sổ nữa kìa. Mà mình chỉ có một xương thôi. Bút bao lâu ra vậy các bạn?
Ok, thì cuối cùng thì cũng hết mấy cái này luôn rồi anh em. Đọc tiếp. Đoạn này thì mình cắt nha các bạn. Bởi vì đoạn này khá là dài. Ôi là trời các bạn ơi. Nãy giờ mình đào nét cái chỗ đây, cái chỗ là ở đây luôn rồi các bạn. Mà vẫn chưa tìm được xác. Nãy giờ mình đào cỡ chừng khoảng 64 bậc thang với lại 64 cục bạc con rồi này các bạn. Với lại nãy mình thấy cái bên cục thịt thối của con zombie kia mới chết kia có một cái, có một cục cục sắt nha các bạn. Mình hay dập dập dừng. Ui các bạn nào cẩn thận cái này nha, nó hút mạnh xuống đó. Hút cái bạn xuống đó là bạn chết á. Cẩn thận như các bạn. Mình tìm coi có nhà của cái bà phù thủy nào ở đây không, cho mình xin một ít cơm. Nãy giờ lặn lội đường xa quá các bạn. Bây giờ thì mình cũng đói rồi cho nên mình sẽ tìm thức ăn. Đúng lúc có tìm thức ăn rồi, có ba con gà đó. Cầm rìu bổ đi cho nó yêu thương nhỉ. Một con. Thấy mà nó chạy nhanh quá đó bạn ơi. Mình mới thấy một cái gì đó. Các bạn thấy đằng sau có cái gì màu xanh xanh không? Đó chính là Emerald đó các bạn. Ui, lặn lội tới đây tìm ra được Emerald là ngon rồi. Kiểu lặn lội tới đây tìm được, cuối cùng tìm được cái thứ mà nó cũng quý giá nhưng mà nó không quý giá bằng mấy cái kia đó các bạn thấy không. Thôi chết rồi mình quên mất, không biết có đào được không các bạn. Rồi chắc là không được rồi. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình hay sinh tồn hay bị ngu cho nên các bạn không phải mình. Mình vơ vét tài nguyên đi. Thôi rồi các bạn ơi, trời lại tối nữa. Bạn thấy đằng kia không? Có cái cổng. Trời ơi, tìm được một thứ quá quá nữa. Nhưng mà nó cao quá. Nó cao hơn mình. Thôi mà bây giờ mình vẫn phải đi. Đi lên để trú ngụ ở đây mới được. Chứ bây giờ là mình yếu lắm rồi. Mình không thể đi nổi được nữa. Cố gắng đi lên nó tìm cái cổng coi như các bạn. Cuối cùng cũng tìm thấy được cái thứ mà mình mong muốn. Mình đã tìm thấy được hy vọng rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là cái khởi đầu không khả quan cho lắm. Xui cho mình nữa rồi. Có kiếm vàng các bạn cũng được. Chết rồi các bạn, bên này có nổi bật quá. Mình sợ nó cái mút mình mất. Trời ơi, tưởng nó bắn mình chứ. Cứu cứu cứu.
không được. Thôi rồi các bạn ơi, các bạn cứu mình. Mình đang ở trong tầng cây cơ sở. Không có ai giúp mình không? Thôi rồi các bạn ơi, mình lại chết rồi. Mình sẽ cắt cái đoạn video này để mình lại. Ok các bạn, cuối cùng mình cũng đã lượm lại được đồ của mình rồi. Các bạn thấy mình xui chưa? Trời ơi, công sức sinh tồn nãy giờ bị nó đánh, may là lượm lại được đó. Chứ không thôi là có chừng là bây giờ là mình thành chú ghẻ ngoài đường luôn. Trời ơi, may quá các bạn. Mấy là trả lời kịp á. Thôi giờ không biết từ. Ủa, đang đi chỗ nào? Mình à? Thôi mình xin lỗi. Chết chết chết. Mình nhớ tiếng chết. Cái này cho mình xin. Nữa no. Đó được sướng ghê luôn. Mình sợ mình cũng kiếm được cái này. Ơ chết bà. Chạy chạy chạy. Ôi các bạn ơi, nó chết nữa rồi. Wow, đẹp phết. Game rap này thú vị như các bạn. Ôi, chết bà nữa rồi. Thôi. Thôi thôi thôi. Thôi. Cái thằng này, cái thằng này mày muốn chết à? Chết đi, chết đi. Rồi, bay nha, bay con, bay nha. Ây da, bắn mình rồi chứ mình chết. Ơi chết cái lộn. Ôi rồi các bạn ơi, nó đốt một bàn cái tảo mình rồi. Nó bất lực rồi anh em ơi. Rồi xong, mất đi bàn chế tạo luôn. Thôi đi. Đi thôi trước khi ngày tàn lại đến. Mình phải đi thôi trước khi ngày tàn của mình đến tiếp. Đi, bye bye. Ôi xời ơi, yếu tim rồi đấy. Giờ mình sẽ kiếm ga, đứng lên đây kiếm ga coi coi. Nữa hả? Hoài vậy? Ba con ke này, scare này, chơi scare nhiều lắm mà gì đó các bạn. May
thèm khát tôi lắm hay gì vậy? Trời ơi, em tí chết nữa rồi đó. Ông chú nha, chết là chỉ chết một lần thôi, không chết lần hai. Ok. Em tí đang nói cái tự nhiên. Thôi mình không ngu đâu mà mình nhảy xuống các bạn. Nên nhảy xuống các bạn. Bởi vì mình số phận xuống bướm. Trời ơi, không này, cái khoảng cách này không nhảy được rồi. Cách niệm ai vậy? Nhưng mà ôi ôi, lẩm tiếp. Thôi chết rồi, giờ phải vứt một cái đồ gì đó ra thôi. Cái này không được. Giờ mình nghĩ là mình nên đặt mấy cái này ra. Obsidian hả? Đặt ra. Rồi, đủ. Đi tiếp. Dù mình rất tiếc cái Obsidian. Mà xem như đó là công trình tưởng niệm chứ, thì mình đi về xa khỏi cái đó mà. Hơi cao nha các bạn. Wow. Lấy. Quên. Ba cái này mình không còn. Chết. Cao quá các bạn. Ăn ba này cho xa dịu cân đối. Cái này xa dịu cân đối luôn nè các bạn, lấy luôn. Rồi, xong bể dép. Ừ, đúng rồi, cùi thiệt. Cùi mà, cùi thiệt. Ủa, wow, bây giờ mình biết cái tính năng này đó các bạn. Hay vậy. Một lần thôi là con cho nó. Ôi ôi, một lần thôi đó anh em. Thôi đi vậy. Đi theo tao đi. Chết rồi. Cái này cao quá các bạn. Trời ơi, tôi đang ở trên đảo ta. Đi theo tao. Đi.
thì mọi chuyện nó tạm ổn hơn rồi. Đừng có lo là có gì đi nữa, nó nhờ ra nó cắn tôi nữa. Đi đi đi. Mau mà nó hơi kịp tôi. Ủa ghê mày đó. Ủa nè, nó tự di chuyển. Wow, dũng nham nè các bạn. Kì kì kì, lại đây. Đừng có lại đó cho ta, khổ quá. Khổ quá mầm nội ơi, đừng có lại đó mà. Lại đó là rất khổ nữa. Giờ mình đã có 6 quận lan luôn. Đi cũng xa rồi. Chú chó của mình đâu rồi? Nó đâu rồi? Vẫn còn ở đây à? Giết bài con nhỉ? Thôi tạm thời dựng trại đây. Kì kì kì. Cho nó rồi dựng trại thôi các bạn. Ồ quên, mình còn có cái rìu nữa mà. Đã một ngày để cho qua rất nhanh. Lên đi ngon. Rồi con chó nó không chịu ngồi rồi anh em. Giờ không biết mình cần cái gì ta. À nhớ rồi, chế tạo. Rồi lấy bằng chế tạo. Ồ thế à, trời lúc nào cũng tối nhanh hết. Đi lại đi. Chúng ta cần phải trú ngụ ở đây. Nhanh. Vô. Nhanh lên. Không có thời gian đâu. Nhìn lên. Rồi. Tạm thời dựng trại.
một ngày sinh tồn đã hết rồi. Rồi, video đến đây là kết thúc. Nếu bạn nào thích tập sinh tồn này và muốn mình làm tiếp, hãy tiếp tục nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn like, nhấn vào cái chuông để nhận được nhiều thông báo mới nhất từ mình, để mình làm được nhiều video sinh tồn hơn cho các bạn xem, hoặc là những video khác. Bye bye.